Thưa nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình nha. Cây đang nằm bầu đất rin luôn. Cây này có mã số là 660, có số đo tổng hoành gốc là 68, cây cao là 61. Cây đang nằm bầu đất rin là 42x30 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1000k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cẩm thị form thiên nhiên. Cây rất chi là già nhà mình. Cây một cốt nha. Một cốt rất là già cây luôn. Đây. Đây, cây lộc đang đâm nè. Xanh tươi tốt luôn nhà mình. Cẩm thị form thiên nhiên. Đây. Cái da rất là già nhà mình. Cây này săn phôi ở vùng núi sỏi đá nha mình. Nên nhìn cái cây nó rất cằn cỗi luôn. Già cây. Rồi mã số 660, 1000k bao ship. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Chính giữa này nó có một cái hốc lũa nha mình nha. Hốc lũa nha. Rồi, lọc non xanh tươi nhìn rất là đã. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên. Cây đang đâm lọc rất là mạnh nhà mình nha. Cây bồ đất lên luôn. Một cốt. Nhìn form cây rất là già nhà mình. Lão. Cây này có mã số là 661. Có số đo hoành gốc là 72. Chiều cao là 65. Cây đang nằm bồ đất rin 40x35 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1200k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Đây. Cây một cốt rất là già nhà mình. Một cốt nha. Đây có khô lũa nhà mình, lũa thép nha. Đây, cây đang đâm lọc non nhà mình nha. Rất là mạnh luôn. Đây, mấy cái đầu khô lũa nha. Là khô lũa. Cẩm thị form thiên nhiên. Cây form cây rất là già nha. Nhìn lão cây. À, một cốt lùm lực luôn. Rồi mã số 661. 1200k bao ship. Cẩm thị. Rồi, phòng cây rất là lão nha mình. Lọc đâm này. Quá mạnh luôn, xung cây. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị mới về nhà mình nha. Form thiên nhiên. Cây này liền cốt hết nhà mình nha. Cây form cây rất là lão, già cây. Cây này đang đâm lọc rất là mạnh nha mình nha. Cây này có mã số là 662. Có số đo tổng hoành gốc là 100, chiều cao là 60. Cây đang nằm bầu đất rin là 55x40 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1700k bao ship. Bao sống nha mình yên tâm. Đây. Cây lọc đang đâm rất là mạnh nha mình. Cụm liền cốt luôn nha nhà mình. Đây. Đâm cũng rất là mạnh nha. Liền cốt. Cái thằng này cũng liền luôn nha mình nha. Bầu đất riêng. Phôi mới về. Nè. Cây rất là già nha mình. Nhìn cái dàn da nó cằn cỗi nha. Cây này nhà vườn săn phôi ở vùng núi sỏi đá nha mình. Cằn cỗi. Nhìn cái cây rất dài nha mình nha. Rồi mã số 662. 1700k bao ship. Liền cốt luôn. Cẩm thị phong thiên nhiên. Tên gọi khác là kim cương đen nhà mình. Cây nhà mình lên cái chậu là ok.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị lùng lực một cốt cho mình nha. Form thiên nhiên, sống khỏe rồi. Cây đang nằm bầu đất riêng luôn nhà mình nha. Cây đang đâm lọc rất là mạnh luôn. Cây này có mã số là 663. Có số đo tổng hoành gốc là 71 nhà mình. Tổng hoành gốc là 71 nha. Chiều cao là 35. Cây đang nằm bầu đất riêng là 38 x 32 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 700k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm nha. Cây rất là dài nha mình. Đây, mặt lũ thép âm thân luôn nha. Đây, lọc non đang đâm nè. Rất là mạnh luôn. Cây form mini nhỏ có vỏ nha mình nha. Cái này liên cốt của nhà mình. Lọc đang đâm luôn. Cây rất là dài. Lùng lực lực cây nha mình nha. Rồi mã số 663. 700k bao ship. Một cốt. Cây rất là dài. Cây form nhỏ mà có vỏ nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị nha mình nha. Cụm này không liền cốt nhưng mà nó cùng chung bởi đất khá là chắc chắn nha mình nha. Cụm này sống khỏe rồi, form thiên nhiên. Năm thân lớn và một thân nhỏ nha mình nha. Cái này có mã số là 664. Có số đo tổng hoành gốc là 81, cây cao là 70. Cây đang nằm bầu đất riêng là 38 x 35 nha mình nha. Cụm này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 850k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Đây, 5 thân. Cụm không liền cốt cho mình nha. 5 thân và một cái thằng nhỏ này nha. Đây. Cái thằng này riêng nè nhà mình. Này riêng nè. Này với này riêng. Còn 3 thằng thân kia là chung nha. Đây, cây sống khỏe rồi. Đâm lọc rất là mạnh luôn. Nó cùng chung một bể đất cũng khá là chắc chắn nha mình. Cụm cẩm thị không liền cốt nha. Form thiên nhiên. Rồi mã số 664. 850k bao ship. Lọc non đâm này nha mình. Xanh tươi tốt luôn. Rất khỏe luôn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe nhà mình nha. Cụm này liền cốt luôn nhà mình nha. Liền cốt luôn. Cây này form rất là cổ nhà mình. Rất là già cây. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 665. Có số đo tổng hoành gốc là 154. Chiều cao là 69. Cây đang nằm bầu đất rinh là 67 x 54 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2200k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Đây. Thằng này liền cốt luôn nhà mình nha. Liền cốt luôn. Cây rất chi là già. Đây. Lọc non đâm này nhà mình nha. Xanh tươi luôn. Rất là khỏe. Rất là sung cây luôn nhà mình. Này, bên trong có cái hốc lũ âm thân luôn nhà mình nha. Giờ hàng săn phôi như thế này chỉ có những hàng sót thôi. Giờ rất là hiếm nhà mình nha. Form cây rất là cổ luôn. Cây này rất là tương lai nha mình. Cây này nhà mình về lên cái chậu giống nó nha. Rất tuyệt vời. Cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi nhà mình nha. Đây, để trải luôn nha. Để trải luôn. Đây, lọc non xanh tươi luôn. Cẩm thị form thiên nhiên. Đây, cây rất là già. Cây rất là tương lai nha mình nha. Rồi mã số 665.
2200k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm luôn. Đây, cụm liền cốt. Form nhìn rất là lão cây nha mình. Già cây. Cổ thụ nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị một cốt lùng lục form thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Đâm lọc rất là mạnh luôn. Cây này có mã số là 666. Có số đo tổng hoành gốc là 74, chiều cao là 51. Cây đang nằm bầu đất rinh là 45 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1200k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Đây, một cốt lùng lục. Rất là già nhà mình. Đây. Tất cả cái đầu sống khỏe luôn nha. Xanh tươi luôn, lọc đâm. Xanh tươi tốt của nhà mình. Mấy cái vớt đây là vớt khô, đây là rẫy rừng chặt phá nha mình, thiên nhiên tự tạo chặt phá bây giờ thành một cái cốt như thế này. Đây, cốt lùng lực rất là già. Đây, cây xanh tươi tốt luôn. Rồi mã số 666, 1200k bao ship. Lùng lực, rất là lực cây nha mình nha. Này, lọc đâm này. Quá khỏe luôn. Giờ đi săn mấy cái phôi như thế này rất là hiếm nha mình nha. Không còn phôi lớn nào. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một lô 3 cây cẩm thị dáng trực một cốt nha mình nha. Một thân. Cây này sống khỏe nha mình. Nằm bầu đất riêng luôn. Cây này có mã số là 667. Có số đo tổng hoành gốc đại diện cho một cây thôi nha mình nha. Đây, đại diện cây này nha. Hoành gốc của cây này 20. Hoành gốc là 20 nha nhà mình. Chiều cao, chiều cao là 70. Bầu đất là 25 nha mình nha. Lô 3 cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 850k bao ship cho 3 cây. Còn nhà vườn cũng giao lưu lẻ nha mình. Một cây là 300k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Đây, 3 cây. Lô này 3 cây. Một thân dáng trực. Đây. Cây sống khỏe hết nha. Đâm lọc rất là mạnh luôn. Nói chung là ba cái dòng dáng trực bây giờ một thân như thế này, demo của nó rất là nhiều cách chơi nha nhà mình. Mỗi người mỗi sở thích. Người thì thích form này, người thích form kia. Demo của dáng trực này rất là nhiều nha. Rồi mã số 667. 850k bao ship cho ba cây này. Giao lưu một cây thì 300k bao ship nha mình. Cây đang nằm bầu đất trên đó. Nói chung chiều cao nó xem nhau cũng tầm 70, 71,2 rồi thôi nha mình. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu lô 3 cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây dáng trực một thân nha mình nha. Cây đang đâm lọc rất là mạnh rồi. Sống khỏe. Cây này có mã số là 668. Đại diện cho một cây nhà mình nha. Số đo hoành gốc của cây này nhà mình. Số hoành gốc của cây này là khoảng 18 nha mình, 18. Chiều cao là 65. Bầu đất là 20-25 nha mình. Đều luôn nha. Lô 3 cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm nha. Rồi, mấy cây dáng trực bây giờ rất nhiều cái demo chơi nhà mình nha. Cẩm thị một cốt.
một thân nha mình. Nhất trụ cần thiên đó nha mình. Đâm lọc rất là mạnh nha. Đúng khỏe rồi. Nhà vườn có giao lưu không? Lẻ luôn nha mình. Rồi mã số 668. 800k bạc ship cho ba cây này nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu lô 3 cây cẩm thị chán trực là mình nha. Một thân. Cây sống khỏe nha mình nha. Cái này có mã số là 669. Số đó hoành gốc đại diện cho một cây cho ba cây này nha mình nha. Hoành gốc của cây này nha mình. Là 24 nha mình nha. Chiều cao là 75. Cây đang nằm bầu đất rinh là 25 nha mình nha. Lô 3 cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 850k bao ship. Có giao lưu lẻ nha mình nha. Một cây là 300k bao ship. Đây. Đây, cây xanh tươi tốt rồi nha. Đây, lọc đâm rất là mạnh luôn. Nói chung mấy cây dáng trực bây giờ rất nhiều kiểu demo nha. Mỗi người mỗi cách chơi nha mình. Cẩm thị thiên nhiên dáng trực nha mình nha. Rồi mã số 669, 850k bao ship lô 3 em này nha. Cây rất là già nha mình. Này. Cây lên móc luôn. Rất là già. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu lô 3 cây cẩm thị chán trực một thân nhà mình nha. Form thiên nhiên, cây sống khỏe rồi. Cây đang nằm bầu đất riêng luôn nhà mình nha. Cây này có mã số là 670. Số đo hoành gốc đại diện cho một cây nhà mình nha. Cây này hoành gốc là 20. Chiều cao là 73 nhà mình nha. Nó cao cũng xem nhau. Cao nhất 1-2cm thôi nhà mình. Bầu đất riêng là 25 nhà mình nha. Lô 3 cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 900k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Trong 3 cây dáng trực như thế này, demo của nó rất là nhiều cách chơi nha mình nha. Cây sống khỏe rồi nha. Đây. Lọc đâm rất là mạnh luôn. Cái này xương rinh luôn nha mình nha. Chỉ tàn xương rinh luôn. Đây, cây này có cái hốc lũa cho mình nha. Hốc lũa. Đèn xương trên luôn, cò lát luôn nhà mình. Đây, lọc non đâm rất là mạnh. Rồi mã số 670, 900k bao ship. Có giao lưu lẻ trong lô 3 cây này nha mình. Một cây giao lưu là 350k bao ship nha. Cẩm thị dáng trực một thân nha mình. Lọc đâm rất là mạnh luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây kim tiền. Tên gọi khác là vẫy ốc sam trâu nha mình nha. Cây form thiên nhiên, cây sống khỏe rồi. Form mini lùng lực nha mình. Cây này có mã số là 671, có số đo tổng hoành gốc là 45, cây cao là 34. Cây đang nằm bầu đất rinh là 35 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 450k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Form mini lùng lực. Nó mà có vỏ nhà mình nha. Kim tiền vậy ốc sam trâu nha mình. Một cốt nè, lùng lực luôn. Lũ thép nha mình nha, lũ thép, lũ rin. Cây xanh tươi tốt luôn. Máy mặt lũ nha mình, lũ thép nha. Đây. Form lùng lục.
mini nha. Rồi mã số 671, 450k bao ship. Rồi sống nhà mình yên tâm. Kim tiền vậy ấp xăm trong. Không thiên nhiên. Cây xanh tươi tốt luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Cây phong thiên nhiên. Cây sống khỏe rồi. Chi tàn rinh luôn. Cây này có mã số là 672. Có số đo hoành gốc là 29, chiều cao là 43. Cây có cái tán bay nhà mình nha. Tán bay từ đây qua đây nha là 70. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Đây. Đây. Cái tay tay cành co lắc luôn nhà mình. Rinh luôn. Đây. Cây xanh tươi tốt, cây đang thay lọc nhà mình. Thay lọc này, xanh tươi luôn. Rất là đã mắt nhà mình nha. Tàn rinh thiên nhiên. Cái này hầu như là nó đã thành phẩm rồi, thiên nhiên tự tạo rồi nhà mình. Nhà mình về chỉ việc lên cái chậu giống nó thôi. Rồi ok. Đây. Tàn bay này, tàn bay rinh. Cây xanh tươi tốt luôn. Rồi mã số 672, 800k bao ship. Cẩm thị tàn rinh thiên nhiên. Tay co lắc luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Cây đang thay lọc nhà mình. Đây, tàn rinh luôn. Cây này có mã số là 673, có số đo tổng hoành gốc là 45, chiều cao là 50. Cây có cái tán bay qua nhà mình nha. Tán bay là 70. Cây đang nằm bộ đất rinh là 30 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 950k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cẩm thị tàn rinh thiên nhiên. Đây, cây đang thay lọc, trong quá trình thay lọc nhà mình nha. Đây, lọc non này. Thay đều luôn nhà mình. Cây đang thay lọc nha. Tay cành rinh luôn. Cây này hầu như là nó đã thành phẩm rồi. Thiên nhiên tự tạo như mình. Thì mình về chỉ việc lên cái chậu giam nó thôi. Rồi ok. Cẩm thị tàn rinh thiên nhiên. Đây, lọc non xanh tươi luôn. Nhìn rất là thích mắt nha mình. Rồi mã số 673, 950k bao ship. Tay cành rinh luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Cây đang thay lọc nhà mình. Cây phom thiên nhiên, cây sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 674, có số đo tổng hoành gốc là 38, cao là 50. Cây có cái tán ngang nhà mình nha, tán ngang từ đây qua đây là 70. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 700k bao ship. Bao sống cho mình yên tâm. Đây, cây phom thiên nhiên. Cây rất là dài nha mình. Đây, chỉ sừng rinh luôn nha. Cây đang thay lọc của nhà mình. Cẩm thị tàn rinh thiên nhiên. Rồi mã số 674, 700k bao ship.
Cây này nhà mình chỉ về lên cái chậu gieo nó nha, là ok. Hầu như là nó đã thành phẩm rồi, thiên nhiên tự tạo nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo Zalo một cụm cẩm thị liền cốt cho mình nha. Phẩm thiên nhiên, cây sống khỏe rồi. Cái này có mã số là 675. Có số đo tổng hoành gốc là 79, chiều cao là 68. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40 nha mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 700k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Đây, cụm này liền cốt hết nha mình. Liền cốt hết nha. Đây, lọc non đang thay này. Nằm rất là mạnh luôn. Cụm rừng cẩm thị nha mình nha. Đây, chỗ này có khối lũa nha, lũa thép luôn, liền cột, cụm rất là dài nha mình. Rồi mã số 675, 700k bao ship, cụm cẩm thị liền cột, cây xanh tươi tốt luôn nha mình. Xanh tươi luôn, nhìn lọc non rất là thích nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.